Hello, xin chào các đồng chí và các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay Lợi Minh chia sẻ với anh chị các bạn về một đề tài là súng, gun, tiếng Anh gọi là gun, súng nước Mỹ. Các bạn biết theo thống kê của Mỹ, năm 2016, Mỹ có gần 39.000 người chết vì súng đạn. Chết vì súng đạn, trong đó có những cái vụ án gọi là tự tử. Súng ở bên Mỹ người ta mua, nói tự do thì không đúng, nó cũng có luật, nó có luật lệ rất là rõ ràng. Thì nước Mỹ nó là một cái hiệp Trung Quốc, mà thà bọn da trắng nó sử dụng súng từ hồi cái buổi ban đầu, nó đến đây nó cướp cái Bắc Mỹ này. Cho nên cái truyền thống của nó là cái thằng mà gọi là trùm về vấn đề súng ống nữa. Và từ đó nó trở thành những cái gọi là thương mại trong ngành súng ống, và nó có một cái tập đoàn rất là lớn ở bên Mỹ, một cái tập đoàn súng ống. Đa số thì cái tập đoàn này là những bọn tài phiệt nó làm chủ. Các bạn biết tình trạng mà ở Mỹ nó xảy ra chết vì súng đạn mà bắn nhau rồi tự tử rồi tùm lum á, là nó trở thành một cái giống như là bình thường. Nhiều khi các bạn nghe hay thấy thấy được ghê gớm lắm, nhưng mà sống ở Mỹ thì mấy cái chuyện đó nó rất là bình thường, gần như là nhà ai cũng có súng. Các bạn biết hồi thời của ông Obama mà đó, là dân Mỹ nó mua súng đến nỗi mà trong lịch sử chưa bao giờ có, hơn 300 triệu súng. Dễ sợ không? Nói về súng đó, súng ở Mỹ nó cũng là một cái tự vệ, nó cũng là một cái gọi là vui chơi giải trí. Tụi Mỹ da trắng đó, các bạn biết nó tập con nó bắn từ hồi còn nhỏ, chứ không phải là lớn là nó mới biết bắn đâu. Thường thường thì tụi Mỹ trắng nó ở nhà, nó ngoài ô, hay nó có những trang trại nó đem con ra đó nó tập bắn, hay là nó cho vào những cái trường bắn đó để tập bắn. Nó dạy cho những đứa trẻ mà thích nghi với cái môi trường súng đạn từ hồi còn nhỏ. Thì cái gì nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó, anh chị em nên bàn nên nhớ vậy. Cho nên khi nó xảy ra những cái hệ lụy trong một cái xã hội, cho nên anh Mỹ anh năm 2016 đó là theo thống kê gần 39.000 người chết vì súng đạn. Các bạn thấy một đất nước không có chiến tranh, một đất nước mà những thành phần mà chống cộng cực đoan lúc nào nó cũng cho rằng là sự bình yên, Mỹ thì lúc nào cũng bình yên hết, nhưng mà chung quanh cuộc sống hàng ngày trên đất Mỹ, các bạn biết người ta chết vì súng đạn là chuyện bình thường là cái chuyện rất là bình thường. Nó như cơm bữa vậy, mở tivi truyền hình lên là lúc nào các bạn cũng nghe bắn giết chỗ này, bắn giết chỗ kia, hay là lên mạng mình nghe xem tin tức của Mỹ đó, những cái chuyện mà bắn giết nhau đó ở Mỹ nó là chuyện bình thường. Ở trong nhà nếu mà mình sống, các bạn biết như tôi thì cũng phải mua ít nhất 4 khẩu, một cây AR-15, nó gọi là nó cho dân sự xài đó, nó gọi là M16. Khi mà dân sự xài đó, các bạn biết nó hạ cái độ mà cái sức mà gọi là giết người đó, nó xuống, nó sử dụng nó gọi là AR-15. AR-16 thì nó dùng cho ngoài chiến trường, cái loại đó nó không được bán ra ngoài, nó không được bán ra ngoài, thì nó hạ xuống cái sức mà tàn sát thương nó nhẹ hơn. Các bạn thấy trong vấn đề mà giết người mà nó cũng phải nghiên cứu. Những năm trước các bạn thấy vấn đề mà bạo loạn về súng ống đó, người ta sản xuất những cái bá súng, những cái băng đạn, chứ quên xin lỗi, những cái băng đạn nó lên tới 10 14 viên, và sau này nó bắn giết nhau nhiều quá đi, là chính phủ của Mỹ nó ra cái luật bên súng ống đó là nó cấm những cái loại súng ngắn đó, nó gọi là handgun đó, thì nó chỉ cho 10 viên là hết cỡ, nó không cho bán ra một loại bá súng hơn 14 viên nữa. Cái loại băng đạn, chứ quên, nó lộn, cái băng đạn á, cái magazine á, các bạn biết cái loại mà nạp nạp đạn đó, để đặng mà khi mà nó giảm bớt cái sức mà tàn sát.
Thì nó chung thì cái gì nó cũng phải nghiên cứu, nó làm súng nó cũng nghiên cứu, cái gì cũng vậy. Thằng Mỹ làm giống gì nó cũng nghiên cứu chứ, giết người phải giết làm sao, giết chậm chút hay là giết nhanh chút, đằng nào cũng chết. Nó ra đó nó ria một hơi, nó nạp vô thì nhiều khi nó cũng phải chờ thì cảnh sát tới, hay là mặc dù nó tới, hay là lính lính mật đặc nhiệm nó tới lẹ thì nó đỡ đỡ chết bớt thôi. Nó nhiều cái mắc cười lắm, cái luật của Mỹ mắc cười nhiều cái nó tiếu tiếu lắm. Vấn đề súng ống, bởi vì ở Mỹ nói chung là hồn ai nó giữ thôi. Thế thì súng tôi nói với anh chị các bạn như tôi thì cũng phải thủ, nhưng mà mình phải biết luật xài súng, là mình phải biết luật, không phải có nghĩa là mình được cầm cái súng trong tay là mình muốn làm gì làm. Các bạn nên nhớ gì, khi mình cầm trong cây súng trong tay mình mà làm chủ cây súng là mình phải hiểu về luật pháp bắn làm sao. Nhưng khi mà cái thằng ăn trộm mà nó vô nhà mình á, mình bắn lỡ mà nó gớt cái chân ở ngoài á, là phải kéo nó vô lại. Các bạn biết là phải kéo nó vô lại, với cái chân của nó rớt ở ngoài á, là nó có thể thua lại mình. Nó nhiều chuyện mắc cười lắm. Bắn nó thì không được bắn sau lưng, là bắn sau lưng, bắn nó là phải bắn đằng trước, bắn là phải bắn cho chết, mà phải bắn trước, mà bắn nó sau lưng mà viên đạn ra mà nó chỉ tới á, mình cũng bị mình cũng bị kết tội. Nó nhiều cái thứ lắm, chứ không phải là giống như các bạn nghĩ. Các bạn thấy thằng Mỹ nó như vậy, nếu mà áp dụng vào Việt Nam đi thì các bạn thấy không, dân Việt Nam mình chịu không nổi đâu. Làm sao mà mình có thể mà chịu nổi những cái luật lệ hiểu biết đồ đấy. Mà mua súng những năm sau này các bạn biết, mua súng rất là khó. Mua súng có đòi hỏi lý lịch tốt, lý lịch không có bị phạm những cái tội hình sự. Các bạn biết đó, nó tội hình sự thì gần nó không cho bán, nó không bán cho người đó thì nó không được. Để tôi cho các bạn xem mà cái cửa tiệm bắn súng, thở dĩ tại mình đi sắp sửa vô cái tiệm bắn súng nên ra muốn cho các bạn xem. Thì các bạn thấy đây là một cái tiệm bắn súng, mà súng này chỉ là súng mua đi bán lại thôi. Các bạn biết súng này là nó chỉ là súng mua đi bán lại thôi nha, nó không phải là tiệm bán súng mới. Để cho anh chị các bạn xem. Đây đây, các bạn thấy đây là súng, súng này là gọi là use, súng đã sử dụng rồi. Các bạn thấy không? Đây là những loại súng đã sử dụng rồi, rulo hay là rulo, nó có nhiều loại. Tụi cao bồi á, thì nó thích bắn cái loại mà 357. 357 rất là mạnh. Các bạn biết loại 357 cái nòng của nó rất là lớn, viên đạn nó to. Nó to hơn cái loại 38. 38 thì nó có loại 38 special. 357 cũng vậy. Các bạn biết sau này súng ống mà Mỹ nó trở thành những cái hệ lụy đó, súng ống nó cũng tăng giá. Đấy, các bạn thấy không, súng. Đấy. Súng đủ loại, cái này là loại súng ngắn, nó gọi là handgun. Có cây lên tới cả ngàn, có cây lên tới vài 300 Okay. súng, các bạn thấy không? Nó bán như là đồ chơi vậy, nhưng mà đâu phải là dễ mua đâu. Phải có lý lịch tốt, nó phải qua cái bộ database của chính phủ, nó kiểm coi mình có lý lịch tốt không. Các bạn thấy đây là loại súng ngắn nha, đây là loại súng dài. Thường thì người ta đi săn hay là người ta bảo vệ, thì mình để bảo vệ ở trong nhà đó, người ta xài, Mỹ nó xài shotgun. Shotgun nó có 710, 12 ghế. Cái loại các bạn biết nó bắn, cái loại shotgun đó, nó sốc một lần 6 viên 5 viên nó bắn. Bắn coi như là hết chạy. Mà loại shotgun mà các bạn biết này, loại này nó sốc nòng á. Nó sốc cái nòng lên đó. Cảnh sát nó hay sử dụng lắm. Xe cảnh sát lúc nào nó cũng có một cây. Tại nó quất cái coi như là là dính à. Nó quất là dính à, không chạy ra khỏi chân á. Đấy, cái loại shotgun đó, nó bắn nó giật dữ lắm. Nếu mà tay mà yếu yếu là nó giật mà giờ dập bả vai chứ không phải giỡn. Nếu mà mình không biết cách bắn á, nó bắn dập bả vai á. Tại viên đạn nó bằng ngón cẳng cái. Còn là 710 thì nó nhỏ, bắn nó không giật. Thường thường á, nếu mà những thằng người mà đi săn bồ câu nè, đi săn chim cu nè, chim cò vịt trời đó, thì người ta bắn shotgun, tại bắn là trúng à. Một cái viên đạn của nó bự bằng ngón 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 chân cái gì, các bạn biết đi bắn thì nó văng ra rất là nhiều viên bi nhỏ.
thì bắn gần á, thì nó tàn phá cái lỗ rất là lớn, mà bắn xa đó thì nó dân nó không có tàn phá nhiều. Còn nếu mà săn nai đó thì phải xài những cái loại như súng lớn, AR-15 hoặc là M1, những cái loại súng săn á, các bạn cái gọi là nó gọi là bolt action, là nó bắn từ viên một, lên đạn viên nào bắn viên đó, cái loại bolt action. Còn cái loại mà bắn như bắn thỏ rồi đó, bắn như con nít mà cho nó tập nó bắn đó, thì nó xài súng 22, viên đạn nhỏ xíu à, nó nhỏ hơn ngón tay út phân nửa vậy đó, thì nó rẻ hơn. Cái loại đạn đó các bạn biết, người ta bắn nó bắn bắn thỏ giống như để tập bắn vậy đó, thì các bạn thấy súng không? Hai hai dương phải, các bạn thấy đây là một cái tiệm nhỏ thôi nha, không phải tiệm lớn. Cái này là chỉ là tiệm bán đồ cũ. Các bạn thấy những cái súng này người ta đã xài rồi. À, người ta đã xài rồi, người ta mua rồi, người ta đóng thế rồi. Mà khi mà đem vô tiệm nó bán lại đó, thì cái người mua là phải đóng thế tiếp. Ví dụ như tôi nói cái súng này nó mua 1.000 đồng, hồi lúc trước thì nó trả 8-9% tiền thuế, thì nó mua bây giờ nó bán lại 500, cái thằng tiệm nó thâu lại khoảng 5, thâu rẻ lắm, nó mua 1.000 nó thâu lại chừng 400-400 để nó thâu lại. Nhưng mà khi mình vô mình mua lại thì nó bán 800-700, rồi mình phải trả thế lại, các bạn thấy không? Tiền thế hãy còn hãy nó còn cái vật dụng đó nó chuyển qua tay người khác, nó vào cửa tiệm nó bán đó, là phải trả thuế. Các bạn thấy như khẩu này 600, là những loại súng này toàn là súng đã sử dụng rồi không à, súng mới đó, các bạn thấy súng mới là phải đi vào những cái chỗ cửa tiệm lớn, những tiệm lớn đó, nó nhìn thấy đã mắt lắm. Tại là mình đi vô cái tiệm này muốn cho anh chị em các bạn thấy, các bạn thấy loại súng là súng 22 này. Cái hiệu này rất là mắc, cái hiệu này nó rất là tốt, súng 22 loại nhỏ, loại này để phụ nữ tự vệ, cây này rất là rẻ, 170 mấy đồng là rẻ rẻ quá rẻ. Cái này loại 22, cái này loại 22 nó để tự vệ, nó xài cho phụ nữ. Thường thường phụ nữ họ chỉ xài những cái loại súng nhỏ như cây này, nó vừa tay, họ bỏ vô trong bóp hay là họ đi chợ rồi họ đi nhà, những loại nhỏ như vậy các bạn thấy nó rất là nhỏ, nó xài loại đạn bằng nhỏ hơn ngón tay út nữa, đạn nó cũng rẻ nữa, các bạn thấy nó rất là tiện. Phụ nữ họ xài như vậy nó vừa tầm tay. Còn những cái loại súng mà lớn quá như 357 rồi, nó giật bắn, nó giật bắn một cách bùng, các bạn biết nó giật giật lên cái tay mình vậy nè. Như cái loại mấy cái loại này nè anh chị em các bạn thấy, cái loại này loại 357 này. Loại này là loại tụi cao bồi nó chơi á, các bạn thấy coi phim cao bồi đó. Đấy. Mấy cây này nè, mấy cây gulo này là nó 357, tụi cao bồi Mỹ nó chơi những cái loại này nè, cái loại này ba trăm, nó gọi là 357, bắn ghê lắm, nó rất là mạnh, chúng là từ chết tới chết thôi, cái viên đạn của nó bự, viên đạn của nó hơi bị ghê. Các bạn thấy không? Còn những mấy cây này nó có tùy theo loại, có những loại nó gọi là semi automatic double action nữa. Các bạn biết xài súng mình phải hiểu semi automatic double action là gì. Khi mình bắn rồi đó, nó hết đạn rồi đó, mình chỉ nạp bá, mình chỉ nạp đạn vô tự động nó cài. Các bạn biết nó double action mà, mình không phải lên đạn lại. Đó. Nó sẽ cài lại cho mình, nó tự động nó cài là mình bắn tiếp thôi, cái nạp đạn là bắn. nạp băng đạn vô là bắn thôi. Các bạn thấy cái đề Mỹ, tại mình đi vô cửa tiệm này để cho anh chị em các bạn thấy về vấn đề súng. Hôm nay mình nói về súng để chúng ta thấy về vấn đề mà xã hội Mỹ nó khác với Việt Nam như thế nào. Nhiều khi cứ nghĩ rằng Mỹ nó giống như cái thiên đàng hay là cái này cái kia. Tôi thì phải đi vô mấy cái tiệm cầm đồ như vậy đó. Các bạn biết tôi là cái thằng mà gọi là kinh doanh luôn. Vô trong cái tiệm cầm đồ vậy đó, có những cái món hàng nó bán nó bị ứ động, nó tồn kho, tôi mua. Đấy, có thể đó là về bây giờ mình quay qua vấn đề kinh doanh một chút nha. Các bạn thấy hộp sòn vàng đấy, vô đây nhiều khi có những cái loại nó rút, nó bán, nó cần người ta cầm đồ. Hey, how are you? Fine. Everything good? Các bạn thấy gái mẹ dễ thương không? Đẹp ha.
Tôi mà đi chợ đi vô mua mấy tụi này nó quen biết, nó biết mặt rồi, nó giỡn vui lắm. Mỹ mễ rồi nó giỡn vui lắm, các bạn thấy không? Để tôi nói qua kinh doanh một chút nhé, các bạn thấy không? Thường thường tôi đi hay vô mấy cái cầm đồ về ở Mỹ đó, trong cái thời kỳ mà kinh tế nó khó khăn đó, cái tiệm cầm đồ như vậy nó các bạn biết đó, người ta đem vô cái giống gì nó cũng bán đó, mà nó bán rẻ lắm. Cái thằng mua này cũng rẻ nữa, lâu lâu đó, nó bán. Cái thằng cầm đồ đó, các bạn biết nó tồn kho, nó tồn kho, bắt đầu nó kiếm cách nó bán, mình vô mình trả giá. Có lần tôi mua tôi xách về Việt Nam, cái này bí mật. Mỗi lần đi vậy đó, bỏ một túi xách, xách về, mà phải biết bên bển phải biết tiêu thụ, cái chưa bây giờ tiết lộ thêm một bí mật nữa. Mà không phải ai cũng phải biết cách mua đâu nha, các bạn phải biết mua hột sòn loại nào, nó gọi là VSI máy hay là sao sao, cái color, cái nước của nó. Lại mình là dân kinh doanh mà đi đâu là cũng thấy kinh doanh đó, các bạn thấy hả? Nó chính trị hồi cũng kéo qua kinh doanh mà. Các bạn thấy không? Những cái đồ này lâu lâu á mình vô tụi nó mua biết mặt rồi, nó biết mặt mình hết trơn rồi, là cứ mình gom lại bắt đầu mình trả giá nó. Nhiều khi nó tôi lấy ví dụ anh chị em các bạn về, nhiều khi nó bán nó để giá 1.000 đồng mà tôi dám trả nó 300 đồng, mà có lúc nó bán nha, tại vì các bạn biết mấy người cầm đồ này rồi. Mình biết ngay cả những cái loại đồng hồ cũng vậy, những loại đồng hồ mà tự động á tôi hay thích mua lắm, nó rẻ, nhiều thằng mới nó để lâu quá nó bán được. Các bạn nghĩ đi, một cái đồng hồ trị giá nhiều khi 300, nhiều khi nó để lâu quá anh mua 50 đô, xách Việt Nam bán 100 kiếm cũng được hả? Các bạn thấy không, những cái loại cái người mà kinh doanh đi đến đâu cũng nói chuyện kinh doanh không, các bạn đâu phải chính trị không đâu, tôi nói các bạn rồi, chính trị và kinh tế nó đi song song với nhau, cho nên mình phải nghiên cứu. Mà lại mình mà bước ra khỏi nhà là phải nghĩ đến chuyện kinh doanh rồi đó. Làm ăn mà tiền, đồng tiền mà, các bạn thấy không? Đấy, nhiều khi nó tồn kho lâu ngày rồi nó phải đẩy đi những cái mặt hàng như vậy, nó phải đẩy. Thằng Mỹ nó bán mà nó thu vô rất là rẻ. Có lần tôi xách cả một túi luôn về Việt Nam, cái bà mà bà thâu vô, bà mừng ơi là mừng luôn, bà thâu vô. Các bạn biết, còn các bạn về Việt Nam mà hột sòn mà không có tìm đúng người mà người ta tiêu thụ ra, dân Việt Nam mình họ không, họ chơi không có, không chơi hột sòn, họ không có giống như phải dân mà có tiền có của kìa, người ta mới biết cách chơi hột sòn. Còn không các bạn cầm cầm á, thì nó ém giá chết luôn, cầm về bán lỗ chết. Phải biết người mà người ta thu, mà dân mà gọi là dân mà biết chơi hột sòn kìa. Còn cầm khơi khơi về là bán hả, nó ém giá lỗ chết. Tại dân hột sòn mình nói chung là họ họ chơi, dân Việt Nam mình trong nước họ chơi vàng là nhiều, hột sòn là phải dân đẳng cấp, phải dân mà đẳng cấp, mà các bạn phải kiếm được cái người mà người ta biết chơi á, các bạn thấy không? Vui hả? Các bạn thấy không? Lại mình phải đi vào mấy cái tiệm gì đó, nhiều cái món đồ mình mua mình quen rồi đó, là mỗi lần khi lại mình vô, các bạn biết cái thằng chủ tiệm nó mừng lắm. Mình gom lại cái mình bỏ một túi sách đó. Mình dân kinh doanh mình đi đâu bây giờ mình không phải nghĩ vấn đề kinh doanh, mình money talk thời buổi giờ, phải không? Nhiều khi có một số người họ cần mua iPhone cũng như các bạn thấy không, nè iPhone rẻ lắm, không có đấu giá, các bạn không biết đâu. Các bạn thấy iPhone nè, đấy để coi giá, cái mình trả giá nó, mình trả giá nó, cái mình xách về kiếm cái 50, 100 cũng được rồi. Các bạn thấy không? iPhone đó, loại iPhone bự á. Thấy không? Cái thằng iPhone nè, iPad mini nè, iPad mini nè, thấy không? Ở Việt Nam các bạn biết hàng xách tay á nó tốt hơn hàng trong nước. Tại vì cái hàng mà ở trong nước á, mặc dù nó cũng là iPhone, iPad, nhưng mà khi nó nhập về trong nước á, quên, xin lỗi, khi mà nó làm ở bên China mà nó xuất khẩu vô Việt Nam, thị trường Việt Nam á, chất lượng nó cũng không bằng, chất lượng nó cũng không bằng hàng bên Mỹ. Tại hàng bên Mỹ các bạn biết thị trường nó rất là khó, hàng Apple nó khôn lắm, nó đâu ngu đâu, nó biết nhập vô thị trường nào tùy cơ ứng biến, nó đâu ngu. Nó xin nó vô Mỹ á, thì nó đòi hỏi những cái người consumer của Mỹ, cái sự khó khăn của Mỹ,
còn nó vô thị trường châu Á nó khôn luôn. Nó biết, nó đâu có khe đâu. Nhiều khi mua bảo hành đồ này kia của nó rất là khôn. Thằng Mỹ mà, nó là con cáo già mà. Chơi với nó là phải biết khôn. Các bạn biết chơi với thằng Mỹ á, là mình phải biết khôn. Nhưng mà khôn phải khôn ngoan. Đừng có ma lanh, đừng có xảo trá, đừng có bịp bợm, vì nó không thích. Khôn có nghĩa là mình hiểu biết được nó, mình hiểu được cách làm ăn của nó. Bởi các bạn thấy đảng và nhà nước mình hiện nay lãnh đạo, các bạn thấy có nhiều tay chống cộng cực đoan, tụi nó nói ô Việt Nam đu dây, nhà nước Việt Nam mình đu dây vừa chơi với pha mà Nga mà vừa Trung Quốc rồi đu dây Mỹ. Nó không có chuyện đó. Các bạn thấy tôi chơi với anh quyền lợi dân tộc quốc gia lên trên, các bạn thấy lợi ích với nhau, tiền trao cháo múc, tiền chúc thì cháo đông. Nhiều khi các bạn thấy nó qua, nó nói là nó cho Việt Nam mấy chiếc tàu này tàu nọ đó, bánh ít đi qua bánh quy đi lại, nó đều có cái lợi của nó trong đó hết, không có thằng nào mà tự nhiên nó xách cho không hết trơn. Và dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam, các bạn thấy rất là hay. Ngồi mà nhiều khi tôi ngồi tôi nghiên cứu mà tôi tìm hiểu khâm phục. Bởi vì tôi lúc nào cũng nói anh chị các bạn khâm phục cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam, vừa chính sách đối ngoại và chính sách đối ngoại tuyệt vời đối với dân, các bạn thấy không? Muôn hình muôn màu muôn mặt, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của đảng bằng mọi lúc mọi giá làm sao bảo đảm được vấn đề mà sự bình yên cho tổ quốc. Các bạn thấy nhìn cái cuộc mà bạo loạn vừa rồi các bạn thấy không? Hay dễ thật sự, hay cực kỳ. Bởi vì tại sao cha anh của mình ngày xưa đánh Pháp đuổi Mỹ tầm bông chỉ giặt nhọn thôi mà mình làm được những chiến công thử thách, các bạn thấy không? Còn nhìn những cái chế độ bù nhìn được tay sai, làm tay sai mà được dựng lên, thằng Mỹ nó chửi như con chó. Các bạn thấy chế độ ngụy Sài Gòn ông Thiệu rồi đó, các bạn nhìn lại cái. Bởi vì khi tôi nói mấy tụi mà bao que nó cài cú nha, tại tôi biết quá nhiều về tụi này, tôi tìm hiểu cái khía cạnh của tôi, tìm hiểu nó bên vấn đề mà ngôn ngữ tiếng Anh rồi đó, nó rất là nhiều. Các bạn biết ông Henry Kissinger, ông là ngoại trưởng của Mỹ, chửi cái đám mà bù nhìn của chế độ mà ngụy Sài Gòn như con chó ấy. Nó người ta khinh bỉ rất là nhục nhã. Các bạn mà xem hồi ký của Kissinger, ông chửi nhục nhã. Bởi vậy thành ra ngày hôm nay chúng ta là những người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta hãy cùng nhau vạch mặt những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp, bảo vệ cùng bác và đảng, bảo vệ sự bình yên của quê hương mình, vạch mặt chúng nó và nói không với các thế lực thù địch, để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phú cường và thịnh vượng. Các bạn thấy Việt Nam mình ngày hôm nay phát triển đổi mới chỉ có mới hơn 20 năm thôi, một đất nước bị tàn phá bởi bom đạn, một đất nước thằng Mỹ nó dội 12 ngày đêm, B-52 nó dội 12 ngày đêm banh chành hết trơn. Và giờ đây các bạn nhìn thấy quê hương của mình xây dựng lên rất là hoành tráng. Bốn đời tổng thống Mỹ sang Việt Nam mà nó còn phải cúi đầu, nó phải cúi đầu mà nó khâm phục sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam mình. Thôi thì Lợi Minh chia sẻ với anh chị các bạn như thế, mỗi ngày một thông điệp. Rất là vui mỗi khi mà live stream gặp anh chị em các bạn trong diễn đàn, phải nói là Lợi Minh rất là vui. Dù khó khăn, dù gian khổ như thế nào, đối với Lợi Minh là chuyện bình thường. Bởi vì cái cuộc sống ở đất Mỹ này, những ngày tháng đầu Lợi Minh hiểu được những cái vất vả mà mình phải trả. Chứ nó không phải đơn giản giống như những thành phần mà chống cộng cực đoan, cái đám bao que ô hợp nó tuyên truyền và nó xuyên tạc đó. Lại bên chỉ mong sao những người yêu nước chân chính chúng ta đoàn kết nhau, hướng về tổ quốc và quê hương, đồng một lòng với nhau. Và sẵn hôm nay Lại Minh cũng muốn gửi thông điệp đến một số anh em
kiều bào yêu nước, khi nhìn thấy những sự việc gói gắm về nội bộ, cảm thấy buồn và bất mãn đó, thì Lợi Minh hứa với các bạn, anh chị em các bạn, cứ vững lòng lòng tin nơi sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những gì Lợi Minh nhìn thấy với kinh nghiệm bản thân, Lợi Minh nghĩ rằng cái sự kinh nghiệm đã cho Lợi Minh nhận xét thành quả phát triển và đổi mới của Việt Nam mình ngày hôm nay rất là tốt. Chúng ta phải vững lòng, chúng ta đừng có gì nhìn những cái sự việc của nội bộ tiêu cực. Lợi Minh không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tôi nói thật với anh chị em các bạn, bây giờ kẻ thù của tôi có bắn tôi một cái đùng, tôi có nằm xuống nữa, đối với tôi tự nhiên tôi cảm thấy không có sợ gì cả. Tôi đã đương đầu quá nhiều những cái sự mà thế lực kẻ thù, đối với tôi không có gì cả. Miễn sao mình sống làm sao làm người cho nó đàng hoàng, chết cũng vẫn hiên ngang chứ, vậy thôi. Thành ra anh chị em các bạn là những người đang sống xa tổ quốc, những ngày qua rất là động viên cũng như là hâm mộ Lợi Minh rất là cảm ơn, rất là cảm ơn. Rồi trong những giường gần đây thấy những chuyện lào xào đấu sáo thì cảm thấy hơi buồn, hơi lo. Có người inbox, có người nói tao sợ quá. Không có gì sợ cả, không có gì sợ cả. Tất cả mình phải có niềm tin, mình phải có lý tưởng, mình phải tin tưởng vào, nhất là cái vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hiện nay với tầm nhìn chiến lược. Tôi nói thật với anh chị em các bạn, 5 năm, 10 năm nữa những gì mà tôi nói anh chị em các bạn vần dần sẽ thấy. Tại vì tôi sống với kinh nghiệm của tôi. Tôi là người thành đạt chứ không phải là người mà gọi là lên trên mạng này để được tung hô, để được mà người này người kia cho tôi cái này cái nọ đâu. Tôi không cần, tôi chỉ muốn làm sao, mong làm sao những cái gì mình nói và mình truyền đạt đến những người khác và người ta có thể cảm thông và hiểu được và cùng nhau xây dựng đất nước mình đẹp hơn, mỗi ngày đẹp hơn, đẹp hơn. Chứ còn mà lên trên mạng này mà để chờ ai đó